cho hôm nay ăn gì. Và chào mừng anh Tuấn đã đến với hôm nay ăn gì. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quyết tâm là trổ tài nấu cho anh Tuấn ăn một món. Biết món gì không? Đợi tí nhé. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chương trình Bếp của Hạnh. Ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một món ăn, đó là mì tương đen Phú Quốc. Mì tương đen đó, ăn ngon không em? Ngon. Và xin được giới thiệu với các bạn, ngày hôm nay phụ bếp của mình đó chính là anh Tò Mò. Khổ quá. Ăn đi, muốn lăn, muốn ăn phải lăn được bếp. Khổ quá, mình muốn rửa tay cái nào? Đấy nha, muốn cắt đường thì các bạn đầu tiên là phải cầm kéo lên. Xong rồi, làm cho cắt. Đây này, anh thấy cái nó lòi ra không? Đấy, anh cắt vào cái này đi. Đây là bí quyết các bạn ạ, bí quyết của anh. Cái lò lòi ra phải cắt. Mày lòi ra đây. Mày lòi ra đây. Rồi, ok. Đấy, tôi theo anh mày. Anh cho một tay vào. Ok, anh móc rồi, anh đang móc đi rồi. Anh móc chuẩn thế mày. Rồi. Rồi. Đấy, có thật đấy, công nhận là khó. Anh thấy không? Cái này có chữ open đấy, biết tiếng Anh không? Open ở tiếng Anh. Ok, đây này. Mở cái nghe. Đó một gói là cái này là rau khô sấy và một gói là gia vị trong đó thì nó là sốt mì đen và sốt mì đen trong đó nó có sốt cái gì các vị chỉ cần đổ cái dầu chỗ lên được. Cái này đơn điệu quá, chắc có gì đẹp quá. Đây là còn là có một điểm trừ đó là gói mì này không thể có đũa là cái gì ăn cả các bạn ạ, thì mình phải chuẩn bị cái gì á, không bị bốc á, chán. Đố anh biết được làm gì không? Rồi không biết đâu, anh có phải đố biết không? Đây nhá, đây là mì trộn, là mì nước, cho nên là bây giờ mình sẽ phải đổ nước vào để trộn mì. Ok, em đun sôi chưa đấy? Chưa sôi. Bây giờ phải làm nào, phải thử nước không? Ai ôi. Ui, anh đã bốc cái này rồi ạ? Ừ, anh bốc. Các bạn nhớ là phải đun sôi nước nhé, nhưng mà nước không sôi thì mì sẽ không chín được đâu. Thế rồi. Có một lưu ý này, đó là khi mà chúng ta đun nước sôi 100 độ đổ vào thì rau nó sẽ dễ bị nát. Vì thế cho nên là mình có một bí quyết và một lưu ý cho các bạn, đó là sau khi đợi đổ nước vào tầm khoảng nửa giây, quên nhầm nửa phút thì chúng ta mới đổ vào rau vào. Okay. Nếu mà tí nữa mà rau nó sần sần thì ăn nó sẽ càng ngon các bạn ạ. Nào, bây giờ chúng ta mở mì nha. Phải cái nồi rồi. 3, 2, 1, 3. Em có thấy là nó nhiều mì hơn lúc đầu không? Anh nhiều hơn, tại là kỳ diệu. Này, anh có thấy là sợi mì được to hơn lúc đầu không? Ừ đúng, kỳ diệu quá. Anh thấy thịt nó cũng to hơn ấy. Này, cái này, ô bác. Chắc chắn là hơn bát phở 25.000. Thực ra là trong gói rau khô là nó có cả thịt viên các bạn ạ. Mì có thịt. Rồi, bây giờ sẽ là bước tiếp theo. Chúng ta phải đi đổ nước. Vì đây là mì xào cho nên là phải đổ cái nước này đi không ăn được. Mà đi thôi. Đổ đâu vậy? Này, mình xinh. Kinh vãi. Em ơi, có một miếng thịt nó sắp trôi xuống, bây giờ em làm gì? Em mất một miếng rồi. Không. Đâu? Thịt ơi, đừng đi. Thịt lòi mì. Này, cái này khó vô lời. Để bước tiếp theo, đó là xé sốt ra đi anh. Bị quên. Ta sẽ gói sốt có sẵn trong tô mì ra. Ô, cái này nó không phải là nước em ạ, nó là bột. Hay nhờ. Các bạn thấy không? Đây là bột. Hay là đây là mì đen nước. Có một điều đặc biệt đó là đây không phải là sốt các bạn ạ, đây là bột. Này, bất ngờ. Cái này giống thuốc vậy. Đúng rồi. Giống thuốc bắc ấy. Ngồi nhiều mà nó rất thơm các bạn. Nhưng mà không nó sao. Thơm. Nó thơm. Đổ vào rồi nó sẽ thành sốt anh ạ. Nó thơm lắm. Các bạn nhớ đổ đều mì nhé. Các bạn khi mà cho bột vào thì hãy trộn đều tay và nhanh lên, nếu không thì nó sẽ bị vón cục mất. Kiểu của mình như này. Món này nên là nếu như mà bị vón thì chắc là nên cho thêm một chút nước vào cho nó tan ra rồi ngồi lại trộn tiếp. Các bạn nhớ trộn đều nhé, bởi vì là ở dưới nó có rất nhiều mì, nhưng mà trộn không đều thì ở dưới nó sẽ bị trắng, hoặc ăn tí nữa sẽ bị trộn đậm trộn nhạt đó. À anh nghe rồi, tí nữa mình sẽ thi xem ai ăn không dính miệng. Chuẩn không? Sao anh hay nghĩ ra mấy ý tưởng của bác ấy? Sao cái này của bác, ý tưởng của bác là ở cái phần kết quả ấy, ai bị thua ấy sẽ bị bôi thêm cái bột đấy quanh mồm của chú anh. Cho ăn một bốc nhá, để đại diện nhá, một tuần nhá. Chơi luôn. Xong, vậy là đã xong chuyên mục nấu nướng và bây giờ thì chúng mình sẽ quay trở lại và ăn nó thôi. Chế nó. Thì luôn. Nào bắt đầu.
giờ thì xong một đoạn đấu nướng vô cùng phức tạp thì chúng chén luôn mình này. Bắt đầu. Round 1. Giây phút ăn mì đen vui vẻ và con nhẹ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Vui vẻ quá.